Chào tất cả các bạn, nay mình giới thiệu các bạn hai cái nòng của xe Nova nhé. Mình hiện tại mình đang làm ở Lào, mình ở Lào bây giờ người ta vẫn còn chạy chiếc xe này nhiều lắm, nên là hàng thì cũng có sẵn. Đây là hai chiếc nòng, một cái là nòng Green. Đây các bạn để ý nhìn này, cái nòng Green là nó chưa có trồng thêm nòng này, mình nhìn thấy nó hai lớp, còn đây là cái nòng đã trồng nòng, đã hết cốt, đã trồng nòng rồi nhé. Đó, thấy chưa, các bạn thấy ba lớp không? Đó, các bạn để ý thế nhé. Như cái mà nếu mà mình nòng Green nó thì mình lên cốt được là rất là cao đó, nó có lên từ 250, 100, 200, 300 đến 450, 500 cũng có thể, cũng có. Nói chung bít tông đủ các loại. Nhưng hàng Green, còn hàng bình thường thì nó lên cốt cao, hàng Green thì cốt nó cũng không có được lên cao lắm. Hàng mình làm ở Lào nên là có hàng Thái. Hàng Thái có, hàng thường có. Các bạn nếu mà cần có nhu cầu gì thì mình giúp được gì thì mình sẽ giúp. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình, ủng hộ kênh mình nhá. Rồi xin chào tất cả các bạn.